thầm lặng xót đau mà tôi không bao giờ hờn trách. Vậy thì Lý Hồng Miên đừng dội trách tôi là một kẻ vô tình. Khi đã yêu và khó lệ điên mình, cô bác quý anh chị ạ, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Trà Cú của tỉnh Trà Vinh. Và với một cái đoạn đường xa xôi như thế này thì Bùi Hồ là muốn lặn lội đến đây để tìm kiếm nhà của ông bà cụ sống trong một cái căn nhà rất là tạm bợ, cô bác quý anh chị. Và hằng ngày thì ông bà cụ á thì phải đi bán vé số, ông cụ á thì đàn những bài hát tân cổ, còn bà cụ thì bán vé số. Ai có dịp đi ngang qua cầu bên rất hãy nghe em bé thơ ngây hát vào ở đường. Và nghe nói thì cái cuộc sống của ông bà cụ rất là khó khăn, và đặc biệt là ông cụ đàn rất là hay, mặc dù năm nay cũng gần 70 tuổi rồi, ông có khả năng là tự đàn tự hát rất là hay, chẳng khác nào là Minh Cảnh ngày xưa của bác quý anh chị. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào đây thăm ông cũng như là gia đình của ông bà cụ này nha. Đây là cái hình ảnh của ông cụ hàng ngày là xách cây đờn này, với lại ngoài trước này có một cái thùng này là để người ta bỏ tiền vô ha bà. Bỏ tiền vô. Cây đàn thì được gắn điện mà do ông tự chế. Cây đàn này bao nhiêu năm rồi ông? Có 20 rồi. 20 năm rồi. Ồ, khủng khiếp thiệt. Ông là con nghe nói ông đàn là cũng mấy chục năm rồi hả ông? 50 rồi. Ông là ông thứ mấy? Tôi thứ bảy. Thứ bảy, gọi là con kêu là ông bảy đi ha. Tôi năm nay 75 tuổi rồi, tôi đàn 50 năm rồi, tôi 20 mấy tuổi tôi đàn tới giờ. Dạ, ngày xưa có đi đoàn hát cho đoàn rồi không ông? Không, tôi dân ngày xưa ở vườn nha. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu sơ qua về cái dụng cụ ông chuẩn bị ha. Ngoài trước là có một cái thùng này để người ta khi mà ông đi đàn đó thì người ta tùy lòng tùy duyên thì người ta gửi bao nhiêu thì ta gửi hay không? Giống như một người hát gong đó. Dạ, đây là một cây đàn guitar rất là cũ luôn, được chấp vá nè mọi người. Cây đàn này gắn bó với ông cũng 50 năm không? 20 năm. Ủa sao mà ông không sử dụng cây đàn điện mà ông sử dụng cây đàn này? Cây đàn điện nó nặng quá. Cây đàn điện này nó nặng hơn ha. Nặng hơn. Dạ. Cái đàn này nó được khoét ốc, được ông tự chế luôn á. Tự chế luôn. Ở đằng sau nè cô bác quý anh chị là thấy có một cái lo bông bí. Lo này bằng nhôm. Lo này cũng 40 năm, trên 40 năm rồi. 40 năm. Và ở trên cái nón của ông này nó còn dễ thương hơn nữa. Đó là có một cái mít này ông tự chế hay sao? Tự chế. Ồ, ngày xưa ông có học điện không? Ông tự chế hay vậy? Không, vì mình xài điện lâu rồi, cứ làm như mình cũng có biết chút chút. Dạ, mà đặc biệt là đôi mắt của ông thì không có thấy đường không? Không thấy. Không thấy từ nhỏ hay sao ông? Cũng năm 20 mấy tuổi mà không thấy đường. Dạ, 20 mấy tuổi. Áo của ông thì áo rất là cơ hàng luôn. Mình ra đó vô rằng mình mang cái đồ nhám nhám nó dính. Cái miếng dán đó. Cái áo này là gắn bó theo ông luôn. Mục đích của ông là may lời để cho nó dính. Đây nè mọi người. Có nghĩa không phải là cái áo của ông nó gấp đến nỗi đó. Mà nó may, ông may vô. Mà mình muốn sang khác lâu lắm là mở ra từ miếng. Dạ. Đây nè, dở đây nè. Nó có đồ dính nè. Cái lò đó dính. Miếng dán vô đây, thằng nó dính không thuộc. Dạ. Ông là ông Bảy là năm nay 70. 75. Trời ơi, khủng khiếp thiệt. Thì ông Bảy là đi đàn gong, hát gong vậy thì bao nhiêu năm hay ông Bảy? 50 rồi. Hát gong là 50 năm. 50 năm rồi. Thì một ngày ông hát vậy thì người ta gửi cho ông là bao nhiêu tiền? Thường ngày ông kiếm được bao nhiêu tiền từ tiền hát gong? Có nhiều khi chợ lớn rồi chợ nhỏ khác nhau, nhưng mà trung bình thì chắc cỡ trăm mấy, mình nói chuyện trung bình đó. Dạ. Trăm mấy, chứ có khi chợ lớn hơn, có khi chợ nhỏ thì không tới. Ông hát từ mấy giờ đến mấy giờ? Cỡ 6 rưỡi sáng, hát tới 9 giờ. Dạ. Con thấy người ta thường hát nhạc thì tại sao ông lại chọn cái việc mà hát cổ? Cái nhạc á thì nó không có quyến với cái tình cảm mà cái quy lị bằng cái dòng cổ. Cái dòng cổ nó có cái
quyến rũ về cái, cũng như người ta nói về cái, có cái độ mùi hơn, có cái độ mùi nó vung cảm cái lòng người hơn. Dạ. Vậy đó, thành ra tôi cũng chọn về vọng cổ. Vọng cổ thì nó có nhiều cái bài nói về cái tình cảm, nó quyết liệt hơn nhạc. Dạ. Vậy đó. Dạ. Đây là một cái hình ảnh mà hàng ngày ông Bảy, ông Bảy là đi chân không không hả? Nhân chân không hả? Ờ, tại sao không quen mang dép hay sao ông Bảy? À, mình không quen mang dép, bởi vì mang dép á, mình đi trong chợ đó, mình đụng đồ ta mình không cảm giác được, có khi mình trúng đồ ta mình tránh không được. Dạ. Nó phiền lắm. Dạ. Đi chân không mình đụng đồ ta mình tránh được. Dạ. Ở ngoài đây thì ông Bảy có trang bị kỹ cả một cái này là cái bình hay không Bảy? À, cây pin. Cái cây tôi chế làm cây pin. Dạ. Cái pin đó tôi chế đó. Cái này là cái amply. À, rồi nó lấy điện từ đâu? Lấy điện từ cái cây pin đó, cái pin dài dài đó. Cái pin dài dài này bên đây hả? Bốn cục pin. Tôi chế làm bốn cục pin. Hay ha. Phải thán phục ông Bảy luôn á. Ừ. Cây này là bốn cục pin bự đó, pin con ó. Pin đó. Rồi bên đây là cái này là để mà ra ở cái amply. Amply. Ừ. Amply nhỏ xíu à. Ừ, cái đó cái amply à. Đây nè mọi người. Ông Bảy với bà Bảy thì cuộc sống rất là khó khăn luôn. Nên tí xíu nữa mình sẽ tìm hiểu về nhà, cuộc sống ở nhà của ông sao ha. Đây hình ảnh một ông cụ 70 tuổi rồi. Mà ông thì 75 tuổi. Xin lỗi mọi người, 75 tuổi rồi. Ông hàng ngày vẫn với một cái cây đàn guitar phím lổm lang thang khắp cái huyện Trà Cú cũng như là Duyên Hải. Để có ông rất là nghệ sĩ luôn á. Cái nón của ông là số 1 luôn á. Cái nón mua không có chứ không phải mình không bỏ được. Cái nón này là cái nón ba bố á. Rồi mai cái lưỡi vô. Ghê gắt quá. Gắt quá. Mình giá này là bằng cao su. Còn cái mít này ông tự chế luôn nhìn. Cái này tự chế luôn. Dạ. Để khám phá hết mà cái đồ nghề của ông là đâu phải là chuyện đơn giản đâu ha. Mỗi cái đều có miếng dán giá hết. Cái nào cũng có hết. Cái nón điện nó mát cái đầu, còn đổ cái nón giải nên được cái đầu ướt đâu cái chân vậy đó. Và tất cả đều dạ. Cái đó bây giờ không có bán nữa. Dạ, và tất cả những cái chân chất, những cái thô sơ nhất đều gói gọn trên người ông Bảy. Điều đó tạo nên một cái chất rất là nghệ sĩ của miền Tây. Và trước khi tìm hiểu về ông Bảy thì chắc có lẽ là ông Bảy ngày xưa mình nghe là ông Bảy hát vọng cổ rất là hay. Chắc có lẽ là nhờ ông Bảy biểu diễn vài bài vọng cổ hay ông Bảy ha. À. Dạ con mời ông Bảy à, con nhường sân khấu lại cho ông Bảy. Ông Bảy hát bài gì giới thiệu luôn nghe ông Bảy. À. Thử đàn đó mọi người, chân của ông là chân không. Giờ tôi thì không thấy đường. Cái cuộc sống tôi thì nó có nhiêu đây à. Nhờ chú, xin lỗi chú tên gì á? Con tên Bùi Hồ. Nhờ chú Bùi Hồ ở đây cũng có lòng mà để giúp đỡ. Rồi tôi cũng tặng lại cho Bùi Hồ. Rồi cùng tất cả những người mà có được nghe thì cũng cảm thông dùm hoàn cảnh tôi. Tôi có bao nhiêu lời đó thôi. Tôi xin ca bài là hai bản đàn sưng. Sống
nhẹ cánh mai vàng. Đêm xuân ghi lại dòng xuân cảm, giữa phút giao thừa thao nó gian. Tôi đón nàng xuân dời mấy đường tơ rung cảm, qua lẫn tiếng pháo gần xa vắng lại. Thầm gọi cô nhân.
một đêm xuân trong khi ngồi đón giang thừa nơi túp liễu trăng. Tôi nhìn mây căng qua rơi vừa hé nụ gió xuân đưa hàng ta liễu đổ và mơ màng quyển khói hương bay. Tôi bước vào trong lớp áo thê lương và ngồi xuống cạnh bên người bạn cũ. Trên vai tôi vẫn còn mang cây đàn lồng thêm, nhưng bản nhạc chia ly đã đổi bán tường phùng. Và trong đêm mơ vang lần tiếng tơ, phút giây chung cùng đây ngày tưởng thùng. Tôi sẽ lên dây nắng phím tờ đồng, tặng anh một bản nhạc lòng đêm xuân.
khỏe cũng đã yếu, cũng đã 75 tuổi rồi cô bác quý anh chị. Thì chắc có lẽ là bao nhiêu đó thì cô bác quý anh chị cũng hiểu cái cuộc sống của ông Bảy với bà Bảy, về cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày, bán bong bóng với bán vé số hát rong ở trên đường để mà kiếm bán bong bóng thôi heo bà ha. À, thì thôi bây giờ cho ông Bảy gỡ cái đồ nghề xuống đi, rồi bây giờ sẽ nhờ bà Bảy dắt vô đây để dắt vô nhà heo Bảy ha. Mình tạm chia tay ha. Dạ vô nhà, vô nhà. Ồ hằng ngày là ăn vậy luôn hả? Có chân đủ cái đầu. Dạ hằng ngày là ông dắt bà vậy luôn hả? Bà dắt ông gì đó rồi.